Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, quân đội nước này đã phát hiện một máy bay trinh sát Il-20 của Nga bay qua biển Baltic vào hôm ngày 12 tháng 8. Lập tức, hai máy bay F-16 của Không quân Ba Lan đã xuất kích để theo dõi và ngăn chặn máy bay Nga. Phía Ba Lan cho biết, máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong không phận quốc tế và không vi phạm không phận trên biển của Ba Lan. Bộ Chỉ huy cho biết thêm, an ninh không phận là một trong những ưu tiên của lực lượng vũ trang Ba Lan. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, Không quân Đức cho biết các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã xuất kích sau khi phát hiện một máy bay Il-20M trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các chuyến bay của Không quân Nga đều tuân thủ quy định không phận quốc tế. Truyền thông Ba Lan đưa tin, hơn 80 xe tăng M1A2 Abrams từ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức đã được chuyển đến Powys, Ba Lan. Ngoài ra, khoảng 150 xe bọc thép chở quân Bradley và 20 pháo tự hành M109 cũng được quân đội Mỹ chuyển đến khu vực này. Kế hoạch được Mỹ và Ba Lan bắt đầu triển khai từ tháng 4 năm 2023. Tất cả xe tăng được Mỹ chuyển đến Ba Lan đều là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng Abrams với tháp pháo, lớp giáp và hệ thống điện tử tiên tiến. Động thái của Mỹ triển khai xe tăng và các thiết bị quân sự đến Ba Lan nhằm mục đích tăng phòng thủ cho sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Xe tăng Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất vào năm 1980. Phiên bản M1A2 Abrams có nhiều tính năng vượt xa những biến thể cũ của Abrams là M1A1, thậm chí trội hơn xe tăng T-90M Prozipa của quân đội Nga. Xe tăng được trang bị động cơ tuabin khí Honeywell ATG-1500, công suất 1.500 mã lực. Nhờ đó, xe có thể di chuyển với tốc độ 68 km/h trên địa hình bằng phẳng, phạm vi hoạt động lên tới 425 km. M1A2 Abrams có vũ khí chính là pháo nòng trơn M256-120mm, có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn đa nhiệm. Ngoài ra, xe tăng cũng được lắp súng máy đồng trục dùng cỡ đạn 7,62x51mm và một súng máy cỡ nòng 12,7mm trên tháp pháo để chống lại bộ binh của đối phương. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 14 tháng 8 thông báo một máy bay cường kích ném bom Su-34 của Nga ở vùng Kursk đã bị phá hủy trong đêm. Đơn vị tên lửa phòng không thuộc Không quân Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ này. Cùng thời điểm, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại vùng Nizhny Novgorod của Nga, nơi có căn cứ không quân Savaslyka. Căn cứ này là nơi tập kết các máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal. Radio Liberty công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một đám cháy gần căn cứ Savaslyka. Đám cháy bùng phát sau khi khu vực này bị tấn công bằng máy bay không người lái. Ngày 14 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 2 km ở một số khu vực thuộc Kursk. Hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt giữ tại khu vực này. Trong một bài phát biểu đưa ra ngày 14 tháng 8, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rodion Mirosnik cho rằng Ukraine tấn công tỉnh Kursk là hành động khủng bố và chí ít đã khiến các cuộc đàm phán hòa bình phải tạm dừng trong thời gian dài. Theo ông Mirosnik, phía Ukraine đã cố tình làm như vậy và việc đàm phán hòa bình với một kẻ thù hoàn toàn không đủ năng lực là điều không bình thường. Phát biểu tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các quan chức an ninh cấp cao và các thống đốc khu vực vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin cho rằng giờ đây đã rõ lý do tại sao Ukraine từ chối đề xuất quay lại với kế hoạch hòa bình của Liên bang Nga, cũng như đề xuất của các bên trung gian quan tâm và trung lập. Theo ông Putin, có vẻ như Kiev, với sự giúp đỡ của phương Tây, đang thực hiện ý muốn của mình là tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã đặt câu hỏi ngược lại rằng, nhưng chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở điện hạt nhân? Chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với họ? Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này bao gồm yêu cầu công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Liên bang Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa Ukraine, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của Tổng thống Ukraine là ông Mikhail Polodyak nói rằng
các sáng kiến mới của Nga không có đề xuất hòa bình thực sự. Ukraine cho đến nay vẫn coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm, trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Moscow coi những yêu cầu này là phi thực tế. Thưa quý vị, các chiến đấu cơ của Ukraine gần đây đã thực hiện đòn không kích nhằm vào nhiều hạ tầng quân sự của Nga nằm trong làng Tyotkino thuộc tỉnh Kherson. Trang quân sự mil.in.ua dẫn thông tin được tài khoản Telegram Sonia Snik, thân không quân Ukraine, cho hay các tiêm kích của lực lượng vũ trang Kiev đã tiến hành không kích nhiều trạm quan sát và chỉ huy của đối phương nằm trong làng Tyotkino thuộc tỉnh Kherson của Nga. Thông cáo được tài khoản Sonia Snik đăng tải viết, máy bay chiến đấu của Ukraine đã tập kích nhiều trạm quan sát và chỉ huy, cũng như một nhà kho chứa trang thiết bị quân sự của Nga tại đó. Đối phương nghĩ rằng họ có thể che giấu mọi thứ, nhưng không điều gì có thể lọt qua cặp mắt của quân đội Ukraine. Trong đoạn video được tài khoản Sonia Snik công bố, có thể thấy máy bay không người lái UAV của Ukraine đã ghi lại khoảnh khắc một số công trình nằm bên trong làng Tyotkino ở tỉnh Kherson bị nã bom. Trước diễn biến trên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 13 tháng 8 khẳng định rằng chính quyền Kiev chắc chắn sẽ phải đối mặt với đòn trả đũa từ Moscow sau khi đã phát động chiến dịch xâm nhập vào tỉnh biên giới Kherson. Hãng tin RT dẫn lời ông Medvedev khẳng định, phía Ukraine chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Sự trả đũa của chúng tôi dự kiến sẽ mang lại nhiều hậu quả cho những kẻ đã phát động chiến dịch xâm nhập, trong đó bao gồm giới lãnh đạo của chính quyền Kiev. Theo thống kê sơ bộ được RT trích dẫn từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh biên giới Kherson đã tổn thất khoảng 2.000 binh sĩ và hơn 200 thiết giáp các loại. Trả lời phỏng vấn Sputnik, đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin cho biết, London sẽ tiếp tục tiếp vũ khí cho Ukraine bất chấp kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt ngay lập tức xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng xung đột sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là Tổng thống Mỹ đương nhiệm thay vì ông Joe Biden. Hồi tháng 2, Tham mưu trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Đô đốc Tony Radakin cho biết cần phải tăng cường đáng kể số lượng đạn dược của nước này. Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình giải quyết xung đột và trực tiếp lôi kéo sự can dự của các nước NATO. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Mỹ và NATO đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Italia và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố, việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine đã cản trở việc đàm phán. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 14 tháng 8, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, tránh văn phòng cơ quan này, ông Andrei Yabak và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đang ở thăm đã thảo luận về tình hình chiến trường và các thỏa thuận an ninh. Chuyến thăm của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O'Brien diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiếp tục thực hiện cuộc xâm nhập xuyên biên giới với quy mô lớn vào tỉnh Kherson của Nga. Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã khẳng định Mỹ không được Ukraine báo trước về việc Kiev lên kế hoạch triển khai chiến dịch tấn công tỉnh Kherson của Nga. Theo bà Jean-Pierre, Washington đang tìm kiếm lời giải thích rõ ràng từ phía Kiev về những mục tiêu của hành động xâm nhập dường như đã gây bất ngờ cho Moscow. Bên cạnh đó, quan chức Nhà Trắng cũng quả quyết Mỹ không có bất cứ sự dính líu nào đến chiến dịch của Ukraine. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Mỹ, Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ, đại diện cho bang Connecticut, và Lindsey Graham, Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang South Carolina, đang ở thăm Ukraine, đã bày tỏ lập trường ủng hộ chiến dịch tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của nước chủ nhà, Thượng nghị sĩ Graham, đồng minh quan trọng của Kiev trong Đảng Cộng Hòa, đã mô tả chiến dịch tấn công tỉnh Kherson của Nga hôm 6 tháng 8 là táo bạo. Ngày 14 tháng 8, Thống đốc tỉnh biên giới Belgorod của Nga, ông Gladkov, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh với lý do các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine. Phát biểu trên ứng dụng Telegram, Thống đốc Gladkov cho biết, tình hình ở khu vực Belgorod vẫn tiếp tục cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Các cuộc pháo kích hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy nhiều ngôi nhà, sát hại và làm bị thương dân thường. Ông nêu rõ, do đó chúng tôi đưa ra quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn khu vực Belgorod, sau đó sẽ kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Trước đó ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của Ukraine
và vùng Kursk thuộc miền Tây nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội Nga đã phá hủy thiết bị quân sự và tiêu diệt các binh sĩ Ukraine tại một số khu định cư của Nga gần biên giới. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!